Vân Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang còn ở trong thời gian shelter in place, tức là ở nhà theo lời kêu gọi của thống đốc tiểu bang California để tránh sự lây lan của dịch COVID-19. Và thưa quý vị, trong thời gian vừa qua, làm việc ở nhà cũng như là có nhiều thời gian rảnh rỗi, cho nên Vân Anh tìm hiểu rất là nhiều về dịch COVID-19 qua mạng xã hội, qua YouTube, qua TV. Tuy nhiên, với sự hiểu biết hạn hẹp của Vân Anh, nói thật, đôi khi Vân Anh cảm thấy rối và hoang mang. Do đó, ngày hôm nay, Vân Anh một lần nữa mời bác sĩ Lưu Quốc Bảo, một vị bác sĩ rất là quen thuộc tại San Diego. Bác sĩ Lưu Quốc Bảo là bác sĩ chuyên khoa về phổi, medical doctor, hiện đang làm việc tại bệnh viện Scripps San Diego. Và Vân Anh sẽ nhờ bác sĩ Lưu Quốc Bảo giải thích cho chúng ta, cũng như cho chúng ta một cái nhìn từ góc nhìn chuyên môn y khoa. Trước hết, Vân Anh xin chào bác sĩ Bảo. Xin chào chị Vân Anh và chào tất cả khán thính giả ở San Diego cũng như ở khắp mọi nơi. Vâng, thưa quý vị, thời gian của bác sĩ Bảo rất là quý báu, cho nên Vân Anh đi vào chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, xin bác sĩ có thể cho biết là hiện nay tất cả các bệnh viện hay là cơ quan y tế đã được cung cấp đầy đủ test kit, tức là cái dụng cụ y tế để xét nghiệm COVID-19 hay chưa, thưa bác sĩ? Dạ, thì xin nói rõ là lúc đầu đó thì cơ quan CDC phải cung cấp cái test cho những cái cơ quan y tế và bệnh viện. Nhưng mà sau này thì người ta đã cho phép những cái cơ quan y tế hoặc bệnh viện, nhất là những bệnh viện của những trường đại học, CDC chỉ cần gửi cho người ta 5 cái thử nghiệm lúc đầu positive và 5 cái negative để người ta kiểm tra lại. Và sau đó là các cái công ty, những cái cơ sở y tế khác đã bắt đầu có quyền làm test riêng của người ta, không cần phải dựa vào CDC nữa. Và sau đó thì như vậy thì cái mình nói là phải cần cung cấp test của CDC thì không có đúng. Nghĩa là cái limit của những cơ sở y tế mà làm cái test đó là: một, người ta có thể làm được cái test hay không; hai, người ta làm được đó thì người ta có đầy đủ nhân viên, người ta có kinh nghiệm để làm cái test đó hay không; và cái thứ ba quan trọng hơn nữa là người ta có đủ những cái người ta gọi là test material đó, là ví dụ như một cái test cần cái buffer hoặc là cần cái dụng cụ trong phòng thí nghiệm đó. Thì như chị biết là tất cả những cái dụng cụ này bây giờ nó trở thành hiếm hoi, người ta tìm không thấy, cho nên cái số thử nghiệm test mà mỗi ngày mỗi cơ quan y tế đều làm được đó, không phải là dựa về cái CDC cung cấp cái test, nhưng mà dựa theo cái khả năng của từ cái cơ quan y tế ở cộng đồng riêng rẽ. Mà cái tin vui nữa đó thì chỉ mới cách đây, bữa nay là ngày 2 tháng 4 phải không, thì mới cách đây chừng 3 hay 4 ngày gì thôi, thì một cái công ty biotech nữa, là nó gọi là Abbott, người ta vừa mới làm được một cái máy thử nghiệm của cho test cho COVID-19 đó, mà cái quả sẽ có kết quả trong vòng 5 phút cho tới 10 phút. Cho nên hiện bây giờ rất có nhiều cơ quan y tế người ta muốn mua và sử dụng cái test của Abbott này. Thì theo mình biết thì ở Scripps chẳng hạn thì đã ký hợp đồng với Abbott liền, cách đây 2 ngày là ký rồi. Thì trong vòng 1 tuần nữa, 2 tuần nữa thì Scripps sẽ có cái test của Abbott. Thì cái test này có một ngày có thể làm tới hàng trăm, 500 cái test chẳng hạn, thì nó sẽ không có limit như bây giờ. Nhưng mà nó cũng sẽ limit, là tại vì mỗi ngày là mình càng test càng lên thì cái dụng cụ hoặc là những cái chất hóa học để xài để cần dùng như cho cái test này bị hiếm hoi. Ví dụ như chỉ biết khi mình làm cái test đó, mình ra người ta đặt cái swab đó, là giống như cái Q-tip gì đó, nó đặt vào trong mũi mình, rồi nó xoay cái mũi mình, nó lấy cái chút
mẫu rồi nó bỏ vào trong cái nước để mà nuôi vi siêu vi khuẩn đó, rồi nó mới gửi lên cái test. Thì ngay cả cái swab đó đó bây giờ cũng hiếm hoi, người ta mua không được. Vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Như vậy thưa bác sĩ, những ai thì được gửi đi thử nghiệm, và giống như hồi nãy bác sĩ có nói đó là thử nghiệm có như, Vân Anh có nghe nói là thử nghiệm có khi lấy máu rồi có như giống như hồi nãy bác sĩ nói là lấy mẫu từ miệng hay mũi, thì bác sĩ có thể cho quý vị khán giả được biết là những người như thế nào thì được thử nghiệm và phải qua những cái giai đoạn như thế nào? OK, thì mình nói luôn về vấn đề. Thì cái gần đây trong tuần trước, một vài tuần trước, thì có nhiều người đã biết được là có một người bác sĩ ở trong vùng xa Nam Cali này đã mua được một cái test ở Nam Hàn, và người ta thử nghiệm cái test COVID này là thử nghiệm về máu. Người ta tới thì người ta lấy một giọt máu và đặt trong một cái miếng nhỏ nhỏ, xong rồi đợi 5 10 phút, 10 phút, 15 phút thì sẽ có kết quả. Thì nói rõ hơn đó là cái test đó là khác với cái test mà hồi nãy giờ mình đang nói. Hồi nãy giờ mình đang nói là những cái test mà dùng cái kỹ thuật gọi là RT-PCR, nghĩa là người ta tìm cái xác của con vi siêu vi khuẩn, và người ta dùng cái kỹ thuật để mà biết là có cái con vi khuẩn ngay trong cái mẫu đó hay không. Còn cái test mà thử máu đó thì nó không có thử nghiệm để tìm ra được cái xác hoặc là cái DNA hoặc RNA, nó thực ra là RNA của con siêu vi khuẩn, của con virus, mà nó tìm cái sự kháng thể, nghĩa là khi mình bị nhiễm trùng rồi đó thì trong người mình nó sẽ tiết ra những cái chất kháng thể. Cái thứ nhất là gọi là IgM, cái thứ nhì là gọi là IgG. Thì cái chất nó nằm trong máu. Thì cái test mà cái thứ nhì mình vừa nói đó, mà thử máu đó, thì người ta tìm thử là trong người mình đã có chất kháng thể đối lại với con vi khuẩn đó hay không. Thì cái test thứ hai đó, cái test máu đó, là nó không có trực tiếp. Và khi mà nó trở lên dương tính á, thì cái người bị bệnh đó có thể là bị bệnh lâu rồi. Và theo như những cái xét nghiệm y khoa hiện bây giờ, ví dụ như bài nói của tờ Lancet cách đây 2 tuần, hoặc tờ Nature mới ra đây một ngày, April 1st, thì khi trong cái bài đó nói, trong hai bài đó nói, thì cái IgM nó tới một tuần nó mới bắt đầu lên, và nó tới 3 tuần nó mới peak. Còn cái IgG á thì 2 tuần á nó mới lên, và có thể nó kéo dài được lâu hơn, nhưng mình chưa biết là dài dài kéo dài bao nhiêu. Cho nên khi người bị bệnh, ví dụ như vừa mới tiếp xúc với một người bị COVID-19 và về nhà mà phát bệnh có nghĩa là như thế nào? Phát bệnh có nghĩa là ho, khó thở, và có khi là lên lên bị sốt, và một phần nhỏ nữa là có bị đau bụng, tiêu chảy. Khi mình biết á, thì cái tình trạng của bệnh đó, khi mà mình vừa con vi khuẩn nó nhập vào người mình á, thì mình sẽ phát bệnh trong vòng vài ba ngày, có thể là 4 ngày, mà nhiều nhất á, là 14 ngày. Bởi vậy như mình chỉ biết là khi mà mình đi đâu mà mình có tiếp xúc với người bị COVID-19 đó, mình về nhà đó, mình báo với cơ quan y tế đó, thì người ta bắt mình cách ly 14 ngày để coi thử mình có phát triển cái triệu chứng của bệnh không. Thì khi mình mới vừa vừa gặp một người bị COVID-19 về mình phát bệnh đó, thì trong cái thời gian đó chừng 4 hay 14 ngày á, thì mình đi thử, nếu như mà thử về máu á, thì có thể là nó dương tính, và có thể nó là vẫn chưa được dương tính, nghĩa là nó vẫn âm tính, nhưng mà một vài ngày sau nữa mình mới dương tính. Và cũng có thể là khi mà mình đi thử máu đó nó dương tính á, có nghĩa là mình đã mắc bệnh hoặc là đã trải qua hết cái ngày 14 ngày rồi, cho tới khi mình khỏi bệnh rồi
thì mình đi thử máu nó vẫn dương tính như thường. Cho nên cái test mà về máu đó nó không quan trọng để trong cái việc xét nghiệm là cái người tới xét nghiệm đó đã hoặc là đang bị bệnh hay không. Cái xét nghiệm về thử máu đó nó quan trọng một cái á, là để sau này sau khi qua dịch rồi hoặc là khi dịch mình đã bắt đầu xuống rồi đó, thì cái người epidemiologist người ta muốn tìm hỏi là trong cộng đồng mình trong cái mùa dịch này có tất cả bao nhiêu người bị bệnh, thì khi đó thử cái máu đó nó mới, tại vì người ta đã hết bệnh rồi, người ta qua hết rồi, thì mình Đúng muốn rồi. hỏi, mình muốn biết á, là trong cái trong dân số mình bao nhiêu người bệnh á, thì mình nghĩ thử máu đó thì mới nói là mới mới biết được là trong cái tỷ lệ loạn trạng của cái bệnh dịch vừa rồi đó trong cái thành phố này bao nhiêu người bị. Dạ vâng. À, thưa bác sĩ, như vậy thì nếu các văn phòng bác sĩ và các cơ quan y tế của từng địa phương làm các cuộc thử nghiệm xong và có kết quả là dương tính, có nghĩa là positive, thì họ làm cách nào cho bệnh nhân biết để đi chữa trị? À, văn phòng bác sĩ hay là cơ quan y tế tại địa phương đó có cách giới thiệu cho họ đến bệnh viện để chữa trị hay không? Và người bệnh nhân đó phải làm như thế nào? Thì nói thêm một chút nữa cho rõ là những cái test, hai cái test mình vừa nói vừa rồi đó, khi mình làm về thử nghiệm về kỹ thuật nucleic acid đó, thì những cái test đó không, những cái văn phòng bác sĩ ở ngoài đó, văn phòng mà đứng riêng đó, không có cái laboratory đó, thì người ta không có cái license. Cái license á, là nó gọi là clear license, CLIA. Cái license này rất là quan trọng. Và tại vì những cái laboratory người ta phải có tiêu chuẩn đàng hoàng, đạt những cái tiêu chuẩn như thế nào thì chính phủ mới cấp được cái license clear đó, thì mới test được những cái test mình nói là nucleic acid, là RT-PCR hoặc là ngay cả rapid test vừa mới ra, người ta đặt cái điều kiện như vậy. Và cái chuyện chị vừa nói, câu hỏi của bạn rất là quan trọng, là khi mà mình dương tính rồi ấy, mình phải làm như thế nào. Thì những cái cơ quan y tế có trách nhiệm thì người ta đã chuẩn bị sẵn rồi. Ví dụ như một bệnh nhân gọi tới văn phòng, bây giờ mình nói script cho nó dễ dàng tại mình hiểu rõ những cái công chuyện ở script rõ ràng. Chị là bệnh nhân của một bác sĩ làm trong cái hệ thống của Scripps. Chị vừa bị xuất hiện những cái triệu chứng rất là đáng sợ, đáng lo ngại. Ví dụ như ho, khó thở hoặc là lên sốt, thì chị sẽ gọi cho điện thoại cho bác sĩ của chị. Thì bác sĩ của chị vừa vừa nói chuyện xong đó, thì nghĩ là ok, chị này mình phải test. Thì người ta sẽ không gửi chị thẳng lên urgent care là liền, tại vì như vậy thì sẽ có thể là nhiễm trùng những người xung quanh, cho người ta nói chị chưa đưa chị một số điện thoại, và chị gọi cái số điện thoại đó, cái điện thoại đó là chị sẽ gặp một người y tá, người ta sẽ quay qua nói chuyện qua những cái triệu chứng của chị lại một lần nữa, thấy người ta thấy là đáng lo ngại, đáng test, thì người ta sẽ nói cho chị một cái appointment. Ví dụ như nói 9 giờ rưỡi chị phải lái xe tới một cái địa điểm để thử nghiệm. Hiện bây giờ ở Super Torrey Pines chẳng hạn, hoặc là Super Memorial, hoặc là những cái con khác chị thấy ở ngoài đó, người ta dựng mấy cái lều đó, và những cái lều đó là những cái chỗ để mà thử nghiệm. Thì người ta nói cho chị cái appointment ví dụ như 10 giờ, người ta hỏi chị đi xe gì, màu gì, số bảng xe như thế nào, số mấy, rồi người ta hẹn chị đó. Chị tới 10 giờ, chị vừa mới tới, chị sẽ gọi cái điện thoại, chị nói tôi là tên là như thế này, tôi có hẹn 10 giờ để thử nghiệm. Thì người ta kiểm soát lại, thấy đúng cái xe đó, đúng cái bảng số đó, thì nói chị ok, vậy gì tới lều số 1 chẳng hạn, người ta 1, 2, 3, 3, 4 cái lều đó, thì chị đem cái xe tới lều số 1, chị đậu xe vào. Thì người ta sẽ nói chị mở cửa kính xuống, rồi người ta đã mặc đồ
gọi là PPE, người ta đeo mặt cái shield, người đeo goggle, đeo khẩu trang, rồi mặc đồ để khỏi ướt người. Rồi người ta sẽ đo nhiệt độ của chị, người ta sẽ đo cái thử máu, cái toàn độ oxygen, gọi là oxygen saturation của chị. Người ta sẽ nhìn thấy là chị có khẩn cấp hay không, nghĩa là chị có khỏe hay là chị cần phải vô bệnh viện hay là chị có thể về nhà được. Thì khi đó rồi người ta mới lấy cái test test trong cái mũi của chị, rồi người ta bỏ vào và sẽ gửi đi. Rồi người ta sẽ dặn cho chị là chị về nhà, chị phải cách ly ở nhà riêng một mình, và chị kiểm soát là có sốt hay không, có khó thở hay không. Và tiếp tục bác sĩ gia đình của chị sẽ liên liên lạc với chị và theo dõi tình hình của chị. Nếu như mà thử nghiệm mà dương tính á, thì người ta sẽ tiếp tục gọi điện thoại. Nếu như mà chị dương tính mà bệnh nhẹ đó, người ta để chị ở nhà, không có đem đem ra bệnh viện. Nếu mà chị dương tính mà chị càng ngày nó càng nặng đó, thì người ta sẽ cho chị nhập viện. Mà khi chị nhập viện á, người ta sẽ có người đón chị ngay từ ngoài và đem vào bệnh viện, và cô lập liền, cô lập ngay tại chỗ, không có để lan tràn lên cho những nhân viên khác hoặc những bệnh nhân khác. À, thưa bác sĩ, bây giờ thì chúng ta đi vào những cái cập nhật về cái con số là tại California của chúng ta hay là tại Đức Mỹ, những cái data nào mà bác sĩ đang có, bao nhiêu người bị nhiễm, bao nhiêu người đang nằm bệnh viện và cái tỷ lệ tử vong như thế nào, mà bác sĩ có thể cho quý vị khán giả một cách tổng quát, thưa bác sĩ. OK, thì chị để tại vì cái con số này đó nó cập nhật hàng ngày, có ngày Đúng rồi, dạ. ba bốn lần, cho nên mình không có thể nào mình giữ chắc chắn được là con số Dạ, hiện bây dạ, giờ như thế dạ. nào. Cái tốt, cái dễ nhất á, là ví dụ như mình nói ở địa phương của mình trước ha, rồi mình sẽ nói tới Dạ, dạ. tổng quát ra ở địa phương của mình trước. OK. Chị đợi tí. Ở San Diego nha cơ quý vị, dạ. Địa phương của mình nghĩa là quận hạt San Diego cho tới ngày 31 tây tháng 3. Cái số này là tại vì mình hơi trễ một cái là mình chưa có update ngày Dạ. hôm nay. Nhưng mà ngày Dạ. 31 31 tây tháng 3 đó thì cả trong quận hạt San Diego 849 case. OK. Case này á, nghĩa là test positive, còn new case á, là 115 case. Nhưng cái số không đó, mình nói cái số không đó, nó không có quan trọng. Tại vì sao? Mình biết là càng ngày nó sẽ càng tăng, rồi mình chưa À. có qua khỏi cái con dịch được. Nhưng mà cái quan trọng á, từ cái case mới đó, từ ngày hôm nay so với ngày hôm qua, so với tuần trước, nó có tăng lên hay không? Và cái rate of rise, nghĩa là nó tăng lên càng ngày nó càng cao, hoặc là càng ngày nó cái ví dụ như nó tăng 10% mà ngày này ngày mai nó vẫn còn 10%, thì mình vẫn vẫn còn hy vọng là chưa có bùng nổ. Nhưng mà nếu như mình ngày hôm nay so với ngày hôm qua 10%, nhưng mà ngày mai á nó lên tới 20%, và ngày hôm sau nữa là 30%, thì nó càng ngày nó càng lên. Thì cái số mình biết á, thì ngày hôm qua cái số case mới đó là 131, ngày hôm nay á, cái số mới là 115, cho nên nó cũng chưa có tăng cao. Nhưng mà so với tuần trước đó thì cái new case sẽ cỡ chừng 70 tới 80, và 2 tuần trước nữa là 50, và 3 tuần trước nữa là 15 tới 30. Cho nên nếu như mình thấy như vậy á, thì trong vòng 3 tuần này á, thì mỗi tuần cái số mà new case á, nó vẫn vẫn còn lên cao. Hy vọng đó mình đặt được niềm tin ở ở California là so với California hoặc là New York chẳng hạn, thì cái số tử vong đó nó gọi là doubling time, nghĩa là ở New York á chừng 3 ngày tới 4 ngày á là cái số người tử vong nó lên gấp 2. Còn ở California mình đó thì cỡ chừng
4 5 ngày thì cái số tử vong nó mới double. Cho nên Ừ. có nghĩa là những cái gì mình đã làm ở California, nghĩa là cách ly, khuyên người mọi người ở nhà, không ra đường, rửa tay thường xuyên, ho thì phải ho vào cùi chỏ. Những cái gì mà mình đã làm ở California bây giờ nó đã có hiệu quả. No. Nhưng mà mình nên để ý á, là những công việc mình làm á, nó không có hiệu quả ngay lập tức. Những công việc mình làm bây giờ đó thì nó sẽ mình sẽ thấy cái hiệu quả đó 2 3 tuần sau, tại vì sao? Tại khi vì khi khi một người bắt đầu bị lây bệnh đó từ ngày số 1 đó thì tới nhiều khi tới ngày 21 người ta mới tử vong hoặc là người ta mới khỏi bệnh. Thì cái số từ ngày số 1 đó, nếu như mình có 5 người bệnh đó mà 2 người bị tử vong đó, thì tới ngày 21 thì mới biết là cái số tử vong mình nó bao nhiêu. Chị thấy không? Cho nên nếu như mà ngay từ cái ngày số 1 mà cái số người bị lây bệnh nó thấp xuống đó, thì tới 21 ngày mình mới thấy là cái số tử vong nó mới thấp xuống. Hiểu không? Cho nên mình phải cẩn thận, là nhiều khi người ta thấy là ồ, tình trạng bây giờ nó đỡ hơn 2 3 tuần trước rồi, thôi giờ mình ra ngoài mình bắt đầu đi mua sắm hay là ăn uống vậy, vẫn vẫn chưa chưa phải là bây giờ chưa phải là lúc mà mình nên làm những cái chuyện như vậy. Là mình nên biết là trên 80% những người bị bệnh COVID-19 đó sẽ khỏi bệnh và bệnh nhẹ không có nặng, và cỡ chừng 15-20% thì có thể là nặng hơn. Mà nặng hơn là như thế nào? Nặng hơn là phải vào bệnh viện và phải dùng hỗ trợ khí oxygen. Và trong 6% thì phải bệnh nặng hơn nữa và phải vô intensive care unit, là vùng chăm sóc, phòng chăm sóc đặc biệt như tiếng Việt Nam nói. Và số lệ tử vong đó thì những cái mình biết á thì chưa có chính xác lắm, nghĩa là ví dụ như ở Nam Hàn đó, cái số tỷ lệ tử vong có 0.6%. Tại sao như vậy? Tại vì á, ở Nam Hàn đó người ta test rất là rộng lớn, rất là nhiều người, cho nên cái số ở dưới đó, số người tử vong ở trên và chia cho cái số người bị bệnh ở dưới đó, thì cái số người bị bệnh đó nó nhiều hơn. Và cái có thể là cái số bệnh mà người bị bệnh nhẹ đó nó còn cao hơn cái 8% 80% lúc nãy mình vừa nói, nó có thể là 90 hoặc là 90 mấy% lận. Cho nên cái số tử vong của Nam Hàn đó thì nó lại nhỏ hơn, nó 0.6%. Còn cái số tử vong mà theo số tỷ lệ của Trung Quốc đó thì nó 3.4%. Nhưng mình biết á, thì khi mà ở Trung Quốc đó, khi mà nó bùng lên rồi đó, người ta không có test hết mọi người, chỉ có cái người bệnh nặng người ta vào tới bệnh viện gặp được bác sĩ rồi mới mới test được. Và có tới khi mà khi người ta bỏ luôn cái test luôn, người ta dùng CAT scan luôn, là tại vì đông quá, nhiều quá, người ta không có test được. Cho nên á, khi mình thấy 3.4% á thì mình lo sợ. Nhưng mà có thể là cái số dưới đó, cái số denominator đó nó nhỏ quá, nó không có đủ tổng quát hết những người bị bệnh, cho nên cái số tỷ lệ tử vong nó sẽ cao lên. Nhưng mà cái quan trọng nữa, khi mình nói giải thích 2 cái trường hợp đó ở ngoài nước Mỹ đó, thì nó hoàn toàn khác với lại cái trường hợp của mình ở nước Mỹ hiện giờ. Tại vì khi mình đang ở đây đó, mình bị limit nhiều cái. Thứ nhất là testing nãy mình vừa mới nói. Thứ nhì nữa, khi mà ví dụ ở New York chẳng hạn, khi mà bệnh nhiều quá bùng nổ lên đó, người ta không có thời giờ, người ta không có nhân viên để mà test nữa, người ta dồn dập hết nỗ lực vào để chữa bệnh. Cho nên bây giờ mình chưa có nói chắc được là cái số tử vong của cái bệnh này như thế nào. Trường hợp này cũng giống như ở Ý hoặc ở Tây Ban Nha,
cái số tỷ lệ tử vong nó rất là cao, nó cỡ chừng như 3.4 40% 3 hoặc 4% giống như ở ở Trung Cộng. Nhưng mà mình không có rõ là có chính xác hay không, là tại vì cái test nó Dạ vâng. vẫn là limit. Dạ vâng. À, thưa bác sĩ, hiện nay thì những người có những cái chứng bệnh mà người ta hay gọi là underlying conditions á, những người đã có cái những bệnh thường đã có những bệnh riêng cho mình rồi, thì những chứng bệnh nào là những người có tỷ lệ cao để bị nguy hiểm khi mắc chứng bệnh này thưa bác sĩ? Ok, mình sẽ nói về những cái chứng bệnh đó, và cái quan trọng nữa là mình nói về số cái tuổi tác của mình, nó cũng vẫn là rất là quan trọng. Những cái chứng bệnh mà người ta nói là chronic condition, mà nó làm cho giảm cái kháng thể của mình, và mình sẽ có tỷ lệ bị nặng hơn nếu như mình bị COVID-19, là người ta nói là diabetes, tiểu đường ha, bệnh kinh niên đường đường hô hấp, nghĩa là chronic pulmonary or chronic respiratory problem, giống như là suyễn, asthma, hoặc là bệnh nghẽn kho khí quản, nghẽn khí quản kinh niên là COPD. COPD, Rồi người bệnh tim, người bệnh tăng xông, và những người đó đó, khi và những người bị miễn nhiễm hoặc là những immunosuppression, đó là những cái bệnh mà người ta phải, hoặc là bị trong cơ thể người ta bị cái giảm cái sức kháng thể, hoặc là người ta phải uống thuốc để mà giảm cái đề cái sức đề kháng của trong 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 Đề người mình kháng đó, đó, thì những người đó thì những người đó sẽ bị nặng hơn. Và về tuổi tác đó thì mình biết đó, cái mà đều có vẻ là ngạc nhiên chút xíu đó là khi mình thấy những cái test mà ở California chẳng hạn, thì cái số tuổi mà người mắc bệnh COVID-19 đó, nó không phải là người lớn tuổi mới bị, mà tới tới 34% những người dương tính là tuổi trẻ, cỡ chừng 30 đến 50. Và một số bệnh, những người nhỏ hơn nữa cũng vẫn 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 bị dương tính khi mình test COVID-19. Những người này có thể là bệnh nhẹ, giống như là bị cảm nhẹ thôi, người ta không có bệnh, không có nặng, nhưng mà test ra họ sẽ thấy là có một số người nhỏ tuổi vẫn bị COVID-19 như thường, COVID-19 như thường. Như vậy cái quan trọng nữa để cho mình hiểu biết cái vấn đề rõ ràng hơn nữa là khi mình bị COVID-19 đó, cái tỷ lệ tử vong của mình đó, nó càng cao nếu như mình càng lớn tuổi. Nếu như mà tuổi 50 trở xuống đó, thì tỷ lệ tử vong đó là chỉ có 0.1%. 0.1% là cỡ bằng cái tỷ lệ tử vong của cúm hàng năm là influenza đó. Khi mình tuổi từ 50 tới 60 á, thì tỷ lệ tử vong nó lên tới 0.6%. Rồi khi mình từ 60 đến 70 á, nó lên chừng 6-7%. Mà mình từ trên 80 á, tỷ lệ tử vong nó tới trên 15%. Cho nên là cái thứ nhất á, là cái tỷ lệ mình có thể bị nhiễm con COVID-19 nó không khác giữa là khi mình lớn tuổi hoặc nhỏ tuổi. Nhưng mà cái tỷ Survivor. lệ mà tử vong đó thì nó càng ngày tuổi mình càng cao thì cái tỷ lệ tử tử vong của mình nó càng cao, mà nó không phải là lên từ 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 như vậy, nhưng mà nó sẽ lên một cái nó gọi là exponential. À, vâng, à, bác sĩ Bảo nói là cái mối lo ngại mà mọi người lo ngại về cái đại dịch COVID-19 này không phải là chỉ cho chúng ta mà chính những nhân viên y tế họ cũng có cái mối lo ngại, lo sợ giống như chúng ta. Như vậy thì bác sĩ Bảo có lời chia sẻ như thế nào với tất cả quý vị là chúng ta làm gì để phòng bệnh dịch mà không phải lo lắng thái quá, gọi là panic, thưa bác sĩ?
Dạ, cái mà quan trọng nhất là mình phải tìm hiểu về cái bệnh của cái bệnh như thế nào. Khi mình không hiểu rõ vấn đề đó thì mình sẽ hoang mang và lo sợ. Và cái mà mình thấy nó lan còn nhanh hơn cái dịch nữa là những cái tin đồn, những cái lời nói không có chính xác làm cho mọi người hoang mang và không không biết cái nào đúng cái Lo này sai. lo sợ thôi bác sĩ ha. Dạ. Dạ, làm thêm lo sợ thêm nhiều nữa. Cho nên cái quan trọng á là mình phải biết rõ vấn đề. Thì cái mà mình thấy là bà con hay hiểu lầm nhiều nhất á là cái con vi khuẩn này, con siêu vi khuẩn này nó lan từ người qua người, nó lan như cách nào. Khi mình không biết đó thì mình lại lo, ok, lỡ khi mình đi vô cái phòng đó rồi, mình vô cái chợ đó rồi có người người ta dương tính, rồi mình sẽ về mình cũng bị dương tính như thường. Đó không không phải là như vậy, nó không phải 100% như vậy. Cái con này nó lan từ người qua người, nó lan từng cái giọt nước. Giọt nước đó là khi người ta ho ra, người ta hắt xì ra, và có thể là khi người ta nói chuyện nó văng cái nước ra. Và nếu như mình ở gần đó trong cái vi phạm là trong cái phạm phạm vi là cỡ chừng 2 mét hoặc là 6 6 feet thì mình sẽ hít thở cái giọt nước đó vào trong người mình, là lúc đó mình mới có thể là bị lan bệnh, Bị nhiễm dạ. bị nhiễm bệnh. Thì bởi như vậy người ta mới khuyên mình là phải cách nhau 2 6 mét, feet dạ. 6 feet. Nhiều khi người ta nói hoặc là ho hoặc là hắt xì, xong những cái giọt đó nó bay ra ngoài, rồi nó rớt xuống, nó đọng trên bàn hoặc là những ghế, lên những cái mặt phẳng. Xong rồi người ta đứng lại, người ta đi. Xong mà bạn tới, bạn ngồi đó, rồi bạn đụng vào cái bàn đó hoặc cái ghế đó, đụng vào cái tay, nó dính cái trên tay mình, nghĩa là cái con siêu phi này bây giờ nó nằm trên bàn tay mình. Rồi mình không rửa tay, rồi mình đụng vào mặt mình, đặt vào mũi mình, vào miệng mình, thì lúc đó mình sẽ bị lây nhiễm. Nhiễm dạ. Bởi bởi như vậy, cho nên mình cái lời khuyên người ta nói là ho thì phải ho vô cụi tay, và mình phải rửa tay nhiều, cách xa 2 mét. Khi mình hiểu những cái lời khuyên như vậy đó thì mình dễ dàng mình bớt có hoang mang đi, đúng không? Dạ vâng. Cái mà khó hiểu hoặc là có vẻ là người ta có việc do dự lên cái lúc thì có lúc thì không đó, thì cái lời khuyên là có nên mang khẩu trang hay không, đúng không? Đi ra ngoài mình có nên mang khẩu trang hay không? Cái lời khuyên chính thức hiện bây giờ của WHO và CDC là khi mình khỏe mạnh, mình không phải là người bệnh, hoặc là mình không có phải là người săn sóc cho một người bệnh, thì mình không cần phải mang khẩu trang. Ok, nghĩa là nếu như mình bị bệnh hoặc là mình là người đang săn sóc cho một người bị bệnh thì mình nên mang khẩu trang. Ok, nhưng mà có một cái trường hợp đặc biệt, nghĩa là nếu như chị vào trong bệnh viện hoặc là trong cái văn phòng y tế thì thấy là nhân viên y tế ai cũng mang khẩu trang hết, thì làm cho người người ngoài đó người ta mới khó hiểu, người ta hỏi là tại sao nhân viên y tế mang khẩu trang mà không cho người người dân mang khẩu Dạ. trang. Thì cái này á người hơi khó hiểu chút xíu nhưng mà nó rất là rõ ràng. Nghĩa là khi mà nhân viên y tế mang khẩu trang á, là có hai tác dụng. Cái tác dụng đầu tiên á, quan trọng nhất á, là người ta không muốn nhân viên y tế loan bệnh cho bệnh nhân hoặc người vào trong cơ sở y tế. Tại vì sao? Tại vì nhân viên y tế là có thể bị nhiễm bệnh dễ dàng hơn, nhiều Cao hơn là dân người, dạ cao hơn dạ là người ngoài. Là tại vì người ta tiếp xúc biết bao nhiêu bệnh nhân, có người dạ bệnh, có người không dạ bệnh. Mà dạ khi mình biết á, là nhân viên y tế cũng như người thường, khi bị bệnh rồi có thể mình loan nhiễm cho người khác.
trước khi mình phát hiện những triệu chứng? Một câu hỏi cũng rất là khó khăn để Vân Anh hỏi bác sĩ câu này. Bác sĩ Bảo cũng như là rất nhiều những vị bác sĩ khác đang làm việc trực tiếp với các bệnh nhân COVID-19, đang ở tiền tuyến và đương đầu với cơn đại dịch này, thì cá nhân bác sĩ Bảo thấy thế nào? Bác sĩ Bảo có sợ một ngày nào đó mình sẽ bị nhiễm COVID-19 hay không, thưa bác sĩ? Dạ, thì cảm ơn chị đã hỏi câu hỏi này. Theo như mình á, thì ý riêng của mình á, mà mình nghĩ thì cái ý của mình không có khác gì với những cái nhân viên y tế khác. Nghĩa là khi mình đã chọn là mình là người làm việc trong lĩnh vực y tế thì mình đã sẵn sàng trước rồi, là mình biết trước là có thể là một ngày nào đó mình sẽ bị nhiễm trùng. Và theo cá nhân mình á, thì mình đã qua được rất là nhiều cái dịch, cho nên mình không có không không phải là mình lo sợ, mình phải hiểu rõ vấn đề để mình làm thế nào để bảo vệ cho mình và bảo vệ cho bệnh nhân của mình. Thì mình ở trong nghề từ hồi có AIDS, HIV là từ 8 cuối thập niên 80 90, rồi qua SARS, rồi qua MERS, rồi qua H1N1 2009, rồi bây giờ là cái dịch này mới. Thì dĩ nhiên là cái này thì nặng hơn những cái khác, nó có vẻ là đáng lo ngại hơn những cái khác. Nhưng mà nếu như mình phải làm sao mà mình gạt qua những cái tin tức ở bên ngoài để cho mình concentrate là mình làm việc một cái bệnh nhân trước mặt của mình trước, mình lo cái chuyện đó trước, mình lo cẩn thận hoàn toàn cho cái tình trạng trước mặt mình, thì mình không cần phải lo sợ những cái chuyện ở phía ngoài hoặc là ngày mai như thế nào, ngày mốt như thế nào. Vân Anh cảm ơn bác sĩ Lưu Quốc Bảo rất là nhiều trong thời gian quý báu vừa qua đã chia sẻ với quý vị khán giả những thông tin cập nhật nhất và cần thiết nhất về đại dịch COVID-19 này. Vân Anh mong là bác sĩ sẽ giữ sức khỏe, và Vân Anh cùng tất cả quý vị khán giả và bạn bè xin tiếp tục cầu nguyện riêng cho bác sĩ Lưu Quốc Bảo cũng như là tất cả các vị bác sĩ, y tá, nhân viên y tế đang làm việc trực tiếp để chống với đại nạn dịch COVID-19 này. Cảm ơn bác sĩ Lưu Quốc Bảo rất là nhiều.